vừa đăng quang Hoa hậu áo dài Bắc Kali năm nay. Bây giờ Thanh Tùng sẽ chuyển microphone cho các em. Các em sẽ tự giới thiệu tên của mình cũng như là danh hiệu mà các em vừa đạt được. Cho cái tiếng nhạc nhỏ xuống để cho quý đồng hương nghe được tiếng của các em. Rồi em bắt đầu. Dạ, em xin kính thưa quý vị. Em tên là Lan Như Quỳnh Ariana. Em ở trong gia đình ban Hoa hậu áo dài Bắc Kali. Em cũng mới đạt giải Hoa hậu Miss Teen Pacific Coast USA 2015. Em xin kính chúc quý vị một buổi gây quỹ vui vẻ. Em xin kính chào quý vị. Em tên là Trương Linh Võ. Em là Á Thảo Thương Thịnh. I just want to wish everyone to have a good time tonight. Thank you. Xin chào các ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn. Em tên là Đặng Thiết Linh, là Á Hậu 1 của Hoa hậu áo dài Bắc Kali năm 2015. Em kính chúc quý vị có một buổi gây quỹ thật là thành công và một buổi tối thật là vui vẻ. Dạ, em kính thưa quý vị, em tên là Phạm Sakini, là Á hậu Duyên Giang 2015 của Ban Hoa hậu áo dài Bắc California. Em xin kính chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và mọi người đều cố gắng để ủng hộ cho gây quỹ buổi tối hôm nay. Em xin cảm ơn. Kính thưa quý ông bà, quý cô chú, quý anh chị và các bạn trẻ, em tên là Đỗ Minh Nguyên, em là Hoa hậu áo dài Bắc Kali năm 2015. Thay mặt Ban Hoa hậu áo dài Bắc Kali, em xin chúc quý ông bà và quý cô chú sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào. Em xin chúc quý anh chị làm ăn phát tài, thành công trong mọi lĩnh vực. Và em xin chúc các bạn trẻ học giỏi để có thể đóng góp cho cộng đồng. Tất nhiên, không khí Tết rất là vui, nhưng mà mình không thể quên những người bất hạnh và những trẻ em nhỏ mà cần sự giúp đỡ. Mình nguyện mong là quý vị có thể đóng góp hết mình, và Minh Minh cũng như Ban Hoa hậu áo dài Bắc Kali sẽ đóng góp một phần nhỏ bé của mình để giúp các em khơi nguồn ánh sáng. Vì như quý vị biết, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, nên nguyện mong là các trẻ em và quý vị ở quê nhà có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và mong mọi người có thể ủng hộ hết mình. Em xin cảm ơn quý vị. Một lần nữa thưa quý vị, đây là những em trẻ của thế hệ Việt Nam mình. Sau 40 năm định cư, hình thành và phát triển, không chỉ đẹp ở cái vẻ bề ngoài hình thức mà đẹp còn ở chỗ là sau khi các em thắng giải Hoa hậu áo dài Bắc Kali, quý vị thấy từ Hoa hậu cho tới Á hậu đều dấn thân vào sinh hoạt cộng đồng, đi làm từ thiện, mà đặc biệt nghĩa cử như ngày hôm nay. Xứng đáng với đồng hương Bắc Kali của mình, thưởng cho các em tràng pháo tay khích lệ tinh thần. Hoa hậu Á hậu áo dài Bắc Kali. Cảm ơn các em. Bây giờ thì các em sẽ đến tận nơi quý vị ngồi. Mời quý vị mua vé số, tiền bán vé số cũng sẽ xung vào quỹ mang ánh sáng cho người nghèo tại Việt Nam. Cảm ơn các em. Còn bây giờ, cho phép chúng tôi được mời các nàng trong ban Hoa hậu Phu nhân Bắc Kali.